Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các anh em rút cái đồng token từ dự án Bookfinlay, từ dự án trước đây các bạn. Thì hai dòng luôn, bạn nào có làm dòng nào thì rút về dòng đấy các bạn. Mình làm hai dòng, mình rút luôn hai dòng các bạn. Thì để rút được thì các bạn click phần link mô tả của mình lại một con bot Go1, Go2 mình còn để phần link mô tả luôn đó các bạn. Thì các bạn bấm nút start, sau khi bấm nút start xong bấm nhập balance nè các bạn. Mình đã được 8 ghép. Rồi các bạn chụp màn hình iGroup này lại không? Đây là Go1 nè, chụp màn hình lại. Go2 cũng vậy luôn nha các bạn. Sau khi bạn chụp màn hình lại thì các bạn mở một cái form cái lại nè. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền lại username Telegram của tất cả bạn trước kia đã cho anh nha tất cả bạn. À cộng. Cái link form này nó sẽ đóng vào ngày mai nha bạn. À cộng 4 số 1 nè bạn. Tiếp tục thì bạn điền lại username tại Twitter của tất cả bạn trước kia follow nha bạn. Các bạn muốn biết thông tin thì các bạn vào con bot các bạn kiểm tra lại nha bạn. À cộng memo của bạn nè bạn. Các bạn chỉ việc copy cái thông tin bên Telegram của tất cả các bạn qua rồi. Tiếp tục thì các bạn like và từ Wix tăng 4 người bạn vào nè các bạn, nhấp vào đây nha các bạn. Rồi các bạn like nè các bạn. Các bạn chấp nhận với từ Wix nha tất cả các bạn. Các bạn nhớ like và chia sẻ cái video này giúp mình để mình đạt được ngàn sub, mình có cái tab cộng đồng, mình có gì mình thông báo cho tất cả các anh em hay nha tất cả các bạn. Cộng mình. Cộng Goku. Cộng Leyu. Các bạn lưu ý nha, các bạn tag những người bạn nào thì các bạn tag vào những người bạn đó thường xuyên, các bạn tag loạn xạ là nó sẽ phá hạt rủi chơi của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi. Tiếp tục thì các bạn bắt up lên nè các bạn. Sau khi các bạn tự quyết xong các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn mở Telegram của tất cả các bạn ra, ơi Twitter của tất cả các bạn ra lại nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào qua cho anh cùng nữa bạn, bắt nhau hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ cái bài này lại các bạn, cái bài quýt gao này lại nè, để cho những người bạn mình biết thôi. Rồi các bạn sao chép liên kết nè. Rồi các bạn đáp lại dự án này thấy. Rồi bạn bắt vào đây nha bạn. Chết bà, sao mình dán không được kỹ ta. Được rồi các bạn, bạn dán vào đây nha bạn. Tiếp tục thì các bạn muốn rút rau nào thì bạn chọn vào ăn. Còn hai rau thì các bạn bấm vào bot hai rau. Còn bạn bấm rau một thì các bạn gỡ lên hình rau một. Bấm rau hai thì bạn bot lên tệch rau hai nha bạn. Mình nói gì là các bạn hiểu. Thì mình chuyển lên rau một nè. Trang tư thiết bị nè. Rồi cho phép. Rồi các bạn gỡ cái tệch. Cái tệch này nè các bạn. Rồi bạn bấm xong nha bạn. Ôi trời. Rồi các bạn tải lên nha tất cả các bạn. Ok, tiếp tục thì các bạn trước kia thì mình làm hai gao để mình tải lên một cái bức ảnh đó, các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Bức ảnh kia thì các bạn bấm start, bấm vào balance nha các bạn. Mình lại được 8 ghép rồi. Giờ trên điểm cộng đồng nó đã list sẵn bên cái case swap nha các bạn. Một token Bookfinlay bằng khoảng 4 đô khá là ngon, 3,91 đô. Đã list sàn nào mình chưa có biết, sau này nó về đi các bạn thì mình sẽ check con chắc của nó. Chắc list sàn 3 cây swap này. Rồi các bạn bấm vào một submit đi, ê, balance nha các bạn. Ok, mình đã được 2 ghép nữa nè. Rồi bạn chụp màn hình nó giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lại. Rồi tao mở một form ra, các bạn gỡ lên cái tệp bot câu 2 nè các bạn. Còn bạn nào không làm câu 1 thì gỡ câu 1, làm câu 2 gỡ câu 2 các bạn. Không cần pha các bạn chụp xíu các bạn. Đâu. Đây nè, bức ảnh này. Phải không ta? Tải lên. Phải mình bỏ lộn, mình coi lại các bạn ơi, để lộn tiếc quá.
tiếp tục thì bạn gửi trước kia bạn gửi địa chỉ với BNC Smart Chain trên dưới nào thì các bạn copy lại y chang địa chỉ dưới đó các bạn, thì trên con bot thì các bạn qua bên con bot thì các bạn cập nhật vào các bạn, thì mình đã xài địa chỉ với ETH copy nè các bạn, lưu ý các bạn ETH với các bạn BNC Scan Smart Chain cùng chung một địa chỉ ETH trên dưới chocolate các bạn, rồi bạn bắt đắp vào đây nè, dán vào đây nè, 0x6D các bạn kiểm tra các bạn. Trước kia các bạn nào đã làm câu 2 đăng ký trên sàn La Token thì các bạn điền email vào, còn các bạn nào mà không có làm câu 1 thì không cần đăng ký các bạn, câu 1 nó không yêu cầu các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm số rep nè, bạn nào có số rep bao nhiêu thì bấm vào bao nhiêu các bạn, mình là 10 nè, còn không có rep thì bấm 0 các bạn, bỏ. Tiếp tục thì các bạn gửi được đường link và profile Facebook của tất cả các bạn trước kia nè, Zalo, mở cái Zalo. Tiếp tục mình copy đường link và profile Facebook mình nè các bạn bắt đắp vào lại nha bạn. Rồi bạn dán vào đây nha bạn. Rồi tiếp tục còn chỉ bấm gỡ thôi nha bạn. Ok, vậy mà đã hướng dẫn các bạn rút tiền con bút Finline đến đây cũng kết thúc. Các bạn cũng quên, đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký, bấm chuông để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Và chia sẻ video với mình cảm ơn tất cả các bạn thật là nhiều các bạn. Vì hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.